Chào các bạn, mình là Phương TK, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi bài thứ hai của cái series học vẽ AutoCAD online của trang monip.com. Thì cái video của ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến thực hiện một vài cái thiết đặt các cái thông số cơ bản trước khi chúng ta tiến hành vào học các cái lệnh và vẽ các cái bản vẽ. Ok, trước tiên là về cái đơn vị của AutoCAD. Về đơn vị của AutoCAD thì các bạn đánh cái lệnh sau, gọi là đánh UN này, ra cái unit đây, đánh cái lệnh này thì nó sẽ ra một cái bảng như này cho các bạn. Ở trong này các bạn có thể thiết đặt các cái phần đơn vị cho cái phần bản vẽ của các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một vài cái đơn giản thôi. Chỗ này thì cho phép chúng ta chọn cái đơn vị này, chúng ta cứ để decima này, cái này để decima luôn. Trong cái phần này thì các bạn có thể chọn đây là nó hiển thị sau số 0 là bao nhiêu chữ số. Thì chúng ta có thể để khoảng 4 là được rồi. Đây là đơn vị vẽ của chúng ta. Thì chúng ta chọn mm. Về mặc định thì khi các bạn mở lên nó có thể là inch. Nó có thể là inch hoặc là unit lit. Nhưng mà thôi chúng ta để mm vì chúng ta vẫn thường dùng đơn vị này. Các cái này giữ nguyên. Ok, là xong. Vậy là đơn vị chúng ta đã được thiết đặt. Cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành chỉnh một chút về cái bảng option. Đánh lệnh OP. Trong này thì các bạn đợi cái bảng hiện lên thì các bạn sẽ bắt đầu cài đặt một chút. Như ở phần 1 thì về thao tác và giao diện thì mình đã có mở cái bảng này lên rồi. Là mình hiệu chỉnh cái phần nền của cái phần vẽ này. Đó, thì đây đây là cái phần lỗi phần trước mình đã hiệu chỉnh. Mình hiệu chỉnh phần nền rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết đặt một vài cái thông số nữa cần thiết để khi chúng ta làm một cái bản vẽ. Trong cái phần Open and Save này thì các bạn hiệu chỉnh các cái phần cài đặt này. Bây giờ hiện tại thì CAD 207 vẫn sử dụng rất là nhiều và phổ thông, cho nên là chúng ta để lưu mặc định về CAD 207. Có nghĩa là khi mỗi lần chúng ta Ctrl S thì nó sẽ lưu cho chúng ta về cái mặc định là CAD 207. Thì các bạn khác sử dụng cái bản vẽ của các bạn mở bằng CAD 207 thì vẫn mở được rất bình thường. Ok, trong cái phần này chúng ta chỉ cần cài đặt chỗ đó thôi. Plot này thì đây là mặc định của máy in khi chúng ta bật lên. Cái này thì sau này khi chúng ta học cái bài về cách in và cách thiết lập về in thì chúng ta sẽ chỉnh cái phần này. Bây giờ không chỉnh cũng được, không sao. Trong phần system này thì không có cái gì để chỉnh cả. Đến phần user print. Cái này thì các bạn bỏ cái biến asoc này đi cho mình. Bỏ cái tick này đi. Nếu các bạn thấy nó tick lên thì các bạn bỏ đi cho mình. Sau này mình sẽ giải thích về vấn đề này. Nó liên quan đến dim. Về các cái phần cách làm tỷ lệ trong AutoCAD thì mình có hướng dẫn các bạn sơ qua về một cái series là làm 7 phần. 7 phần là gồm có 7 cách làm tỷ lệ khác nhau về cả model và layout. Thì các bạn trước tiên các bạn cứ bỏ cái phần này đi đã. Sau này mình sẽ giải thích về vấn đề này. Ok. Phần drop thì đây là cái phần con trỏ. Khi các bạn chọn nó to nhỏ thì các bạn chỉnh. Ở đây chúng ta không cần chỉnh quá nhiều, chúng ta thấy vừa mắt là được. Trong 3D, cái này thì sử dụng cho 3D model. Thì các bạn model 3D AutoCAD thì các bạn sử dụng hiệu chỉnh các cái phần này. Còn chúng ta làm 2D thì chúng ta không cần phải hiệu chỉnh gì cả. Trong cái phần select này thì mình giới thiệu qua là ở đây có các lựa chọn về select, có nghĩa là cái các bạn chọn. Thì ở đây có mình có lướt qua một vài cái. Thì giả sử như pick box size là cái con trỏ chuột. Khi các bạn chọn một cái gì đó thì nó hiện ra một cái này. Thì các bạn muốn to nhỏ thì muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ. Ở đây mình để vừa tầm thôi. Năn các cái phần này hiệu chỉnh. Object group, chọn một group. Đó. Thì trong này chúng ta cứ để mặc định như vậy là được rồi. Ok. Đã ok. Vậy là về cơ bản là chúng ta đã hiệu chỉnh một vài cái thông số. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bắt điểm. Về cái hiệu chỉnh của bắt điểm. Bắt điểm để sau này chúng ta thao tác cho nó thuận tiện hơn và dễ dàng hơn trong quá trình vẽ. Để hiệu chỉnh bắt điểm thì các bạn đánh lệnh OS. Để đánh lệnh OS để hiện lên cái phần hiệu chỉnh đó.
Khi các bạn đánh OS thì nó hiện lên một cái bảng như thế này. Nó hiện lên một cái bảng như thế này. Thì đây nó có luôn cho các bạn. Các bạn chọn vào cái phần Object Snap đây. Cái bảng thứ ba, Object Snap. Thì ở đây các bạn chỉnh cái phần bát điểm, ở đây nó cũng có cho các bạn là các cái phần lệnh tắt này, F3 và F11 này. Và bên Object Snap On là 13 F3 này. Object Snap Check On một cái nữa là F11 này. Thì đây các bạn, giờ mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cái này. Ở đây chúng ta có cái endpoint là điểm đầu và điểm cuối này. Là chúng ta sẽ bắt được điểm đầu và điểm cuối. Mình sẽ bật tất cả lên trước để mình thử thực hiện cho các bạn biết để cái này nó bắt điểm nó là như thế nào. Đây mình chọn tất cả trước. Mình vẽ một cái hình như này. Vẽ một cái hình như này. Đây là cái bắt điểm. Bây giờ mình vẽ một cái lệnh nữa. Đây, các bạn thấy cái dấu đây. Đây. Đấy chính là cái bắt điểm. Bắt điểm giữa. Đấy. Nó như thế này. Giả sử như các bạn muốn copy một cái khoảng cách như này thì các bạn dùng bắt điểm. Đó. Thì nó copy rất là đều. Rất tiện cho các bạn. Giả sử như vậy. Bây giờ chúng mình sẽ giải thích cho các bạn các cái thông số ở trong này. Chúng ta sẽ chọn một vài cái thông số thôi, không phải tất cả là chúng ta chọn. Giả sử như đây, mình sẽ giải thích qua một lượt. Endpoint có nghĩa là điểm đầu điểm cuối, midpoint là điểm giữa, bắt điểm là trung điểm đấy. Center là tâm của đường tròn đấy. Node này là các bạn bắt điểm các cái phần phần point. Phần point là cái phần điểm đấy. Thì đây các bạn sẽ bắt điểm được các cái phần điểm đó. Nó có các cái phần mà đầu của dim chẳng hạn thì nó có các phần điểm đấy, hoặc khi chúng ta sử dụng lệnh chia đoạn thẳng DEV thì nó sẽ chia thành các cái điểm, chứ nó không chia cả cắt cả đoạn thẳng ra, mà nó sẽ pick bằng các cái điểm. Thì các bạn chọn cái này, một cái này, một cái này, một cái này, để các bạn có thể bắt được điểm của cái điểm đó. Tiếp theo là của cái phần này. Phần này là quadrant thì nó cũng không quan tâm lắm. Là cái phần mà các bạn giao nhau như các ấy. Đây là giao nhau giữa cái đường chồng nhau này. Đây là cái đường này là cái hai đường thẳng chồng nhau, nghĩa là cắt nhau một đường trên một đường dưới thì các bạn vẫn bắt điểm được giữa hai đường thẳng này. Pick vào đây. Đây là đường thẳng gióng. Cái này khi mà vừa nãy mình thực hiện, mình gióng lên đấy, nó sẽ tạo ra một cái đường ảo để cho các bạn bắt điểm. Cái này insertion, cái này cũng là đường chồng. Cái này là đường vuông góc, cái này là tiếp tuyến với đường tròn. Cái này là đường song song. Cái này là điểm góc, cũng là dạng một điểm góc. Cái này là bắt điểm theo một cái đường nghĩa là nó gắn theo một cái đường thà line của các bạn. Thì các bạn di chuột trên cái đường line đấy thì nó sẽ chạy theo đúng cái đường line đấy luôn. Ok. Bắt điểm này. Bây giờ mình sẽ thử thể hiện cho các bạn. Vẽ một cái lệnh này. Đây là trung điểm. Đây là điểm đầu, điểm cuối. Có thể gọi là như vậy. Đây là chạy theo cái đường line này. Các bạn sẽ thấy này. Giả sử đây mình di chuột đây thì nó bắt điểm vào đúng cái đường đấy và nó chạy như này. Ok. Thêm, giả sử như đường tròn. Đây thì các bạn có thể bắt điểm được trung điểm của đường tròn này và cái tiếp tuyến đường tròn này. Đó, bây giờ cái điểm chồng nhau. Đây. Đây là hai đường thẳng cắt nhau này, thì các bạn bắt điểm được như này. Đó. Giả sử như đây nữa. Đấy. Thì các bạn bắt điểm được ở các cái vị trí như vậy. Rất là tiện lợi. Thì khi các bạn vẽ thì các bạn có thể ke được các cái phần mà các bạn mong muốn. Nó không bị trượt đi một ly nào cả. Ok, đấy là cái phần bắt điểm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua về như vậy thôi. Các cái phần sau, cái phần thứ ba thì chúng ta sẽ tìm hiểu về layer. Chúng ta sẽ thiết đặt tất cả các cái phần layer để cần thiết để chúng ta làm một cái bản vẽ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về text. Text để chúng ta sử dụng chữ viết trong cái phần bản vẽ. Và cái cả cái phần dim, mình sẽ tạo một cái phần dim cơ bản để các bạn tiến hành bắt đầu vào cái phần thực hành về lệnh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy theo dõi tiếp phần 3.